Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Về đời Acha, con trai Jotham, cháu Ô-xia, vua nước Giu-đa, sải có Rê-xin, vua xứ Si-ri, và Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, vua Israel, lên đánh thành Jerusalem, nhưng không thắng được. Có người báo tin đó cho nhà David mà rằng, Si-ri kết minh cùng Ê-phra-im. Bây giờ, Acha và dân sự người trong lòng kinh động như cây trên rừng bị gió dai. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Ê-sai rằng, ngươi cùng con trai ngươi là Sê-a-gia-súp hãy đi đón Acha tại nơi cuối cống ao trên đường cái ruộng thợ nện, mà nói cùng ngươi rằng, hãy cẩn thận, ở yên lặng, đừng sợ chi. Lòng ngươi chớ buồn ruộng vì cớ hai đuôi đuốc có khói, tức là vì cơn giận dữ của Rê-xin và Si-ri và của con trai Rê-ma-lia. Vì Si-ri với Ê-phra-im và con trai của Rê-ma-lia đồng mưu hại ngươi, nói rằng, chúng ta hãy lên nghịch cùng Giu-đa, khuấy rối nó, phá thành và lập một vua giữa nó, tức là con trai của Ta-bê-ên. Chúa là Đức Giê-hô-va phán như vậy. Sự ngâm đe ấy không thành, điều đó không xảy ra. Vì đầu của Si-ri là Đa-mát, đầu của Đa-mát là Rê-xin. Còn trong 65 năm, Ê-phra-im sẽ bị hủy diệt, không được kể là dân nữa. Đầu của Ê-phra-im là Sa-ma-ri, đầu Sa-ma-ri là con trai của Rê-ma-lia. Nếu các ngươi không tin, chắc sẽ không đứng vững được. Đức Giê-hô-va lại phán cùng A-cha rằng, hãy xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một điềm, hoặc dưới vực sâu, hoặc trên trời cao. A-cha thưa rằng, tôi sẽ chẳng xin, tôi cũng chẳng thử Đức Giê-hô-va. Ê-sai bèn nói rằng, hỡi nhà David, hãy nghe. Các ngươi cho làm phiền người ta là nhỏ mọn, mà muốn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa sao? Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Con trẻ ấy sẽ ăn mỡ sữa và mật, cho đến chừng nào biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. Vả, trước khi con trẻ biết bỏ điều dữ chọn điều lành, thì nước của hai vua mà ngươi đang ghét sẽ bị bỏ hoang. Đức Giê-hô-va sẽ giáng trên ngươi, dân ngươi và nhà cha ngươi bởi vua A-si-ri những ngày mà từ ngày Ê-phra-im lìa bỏ Giu-đa chưa từng có giống như vậy. Xảy ra trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ suýt mà gọi những ruồi ở cuối các sông Ê-díp-tô và những ong ở xứ A-si-ri. Hai giống đó sẽ đến đậu trong các nơi trũng hoang loạn, trong các lỗ nẻ vần đá, trên rào gai cùng các đồng cỏ. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dùng dao cạo thuê tại bên kia sông, nghĩa là vua A-si-ri, mà cạo đầu cùng lông chân và bỏ cả râu nữa. Trong ngày đó, mỗi người có thể nuôi một con bò cái tơ và hai con chiên. Bởi nó có sữa dư dật thì người sẽ ăn mỡ sữa. Vì phàm ai sẽ còn sót lại giữa xứ thì nuôi mình bằng mỡ sữa và mật. Xảy ra trong ngày đó, phàm chỗ đất trồng được 1.000 gốc nho đáng giá 1.000 siết lơ bạc sẽ mọc đầy những gai gốc và chà chuôm. Người ta sẽ đem cung tên đến đó vì cả xứ chỉ là gai gốc và chà chuôm vậy. Cũng không ai đến trên các gò là nơi mình đã cày cuốc nữa vì sợ gai gốc và chà chuôm, nhưng sẽ cho bò ăn cỏ tại đó
và chiên dày đạp. Chương 8. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hãy lấy một cái bảng rộng và viết lên trên bằng bút loài người rằng: Mahe Shala Hát Bác. Tôi đem theo những kẻ làm chứng đáng tin, tức là Uri thầy tế lễ và Sachari con trai của Yebere kia. Đoạn tôi đến nhà nữ tiên tri, người chịu thai và sinh một con trai. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng tôi rằng: Hãy đặt tên nó là Mahe Shala Hát Bác, vì trước khi con trẻ biết kêu cha ơi, mẹ ơi, thì người ta sẽ cất lấy sự giàu có Đa Mách và của cướp Samari trước mặt vua Assyri. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Vì dân này đã khinh bỏ các dòng nước Siloe chảy rượu và ưa thích Resin cùng con trai của Remalia, vì cớ đó, này, Chúa sẽ khiến nước sông mạnh và nhiều đến trên họ, tức là vua Assyri và cả oai vinh người. Nó sẽ dấy lên khắp trên lòng sông, khỏa lên các bực, chảy vào Juda, tràn lan chảy xói, ngập cho đến cổ. Hỡi Emmanuel, nó xè cánh ra, che cả xứ ngươi. Hỡi các dân, hãy kêu la và bị tan nát. Hỡi các ngươi hết thảy là dân các phương xa, hãy lắng tai. Hãy nịt lưng các ngươi và bị tan nát. Hãy nịt lưng các ngươi và bị tan nát. Hãy toan mưu cùng nhau, nó sẽ nên hư không. Hãy nói, lời các ngươi sẽ không đứng, vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Vì Đức Giê-hô-va dùng tay mạnh phán cùng ta và dạy ta đừng noi theo đường dân ấy rằng: Khi dân này nói rằng kết đảng, thì các ngươi chớ nói rằng kết đảng. Chớ sợ điều nó sợ và đừng kinh hãi. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh. Các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài. Ngài sẽ là nơi thánh, nhưng cũng là hòn đá vấp ngã, vần đá vướng mắt cho cả hai nhà Israel, và là bẫy cùng lưới cho dân cư thành Jerusalem vậy. Nhiều người trong bọn họ sẽ vấp chân, sẽ té và dập nát, sẽ sa vào lưới và bị bắt. Ngươi hãy gói lời chứng này, niêm phong luật pháp này trong môn đồ ta. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va là đấng ẩn mặt Ngài khỏi nhà Gia-cốp. Tôi vẫn ngóng trông Ngài. Này, tôi đây với con cái mà Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi, là dấu và điềm trong Israel, bởi Đức Giê-hô-va vạn quân ngự trên núi Si-ôn. Nếu có ai bảo các ngươi, hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng: Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? Hãy theo luật pháp và lời chứng. Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó. Nó sẽ đi lưu lạc trên đất, khốn khổ đói khát. Trong cơn đói, nó bực mình, nguyền rủa vua và Đức Chúa Trời mình. Nó sẽ ngước xem trên cao, rồi cúi xem dưới đất, chỉ thấy sự hoạn nạn và mờ mịt, chỉ thấy bóng buồn rầu. Nó sẽ bị đuổi vào nơi tối tăm mờ mịt. Nhưng cho người đã chịu buồn rầu thì sẽ không có sự mờ mịt. Trong đời xưa, Đức Chúa Trời đã hạ đất Sa-bu-lôn và đất Nep-ta-li xuống, nhưng trong kỳ sau, Ngài đã làm cho đất gần mé biển, tức là nơi bên kia sông Giô-đanh, trong xứ Ga-li-lê của dân ngoại, được vinh hiển. Chương 9. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp. Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp như trong ngày của Madian. Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến
cùng cả áo sống vấy máu, đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa. Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Chúa đã giáng một lời trong Gia-cốp và lời ấy đổ xuống trên Israel. Cả dân sẽ biết điều đó, tức là Ê-phra-im cùng dân cư Sa-ma-ri. Họ đem lòng kiêu căng ỷ thị mà nói rằng: gạch đã đổ nhưng chúng ta sẽ xây bằng đá đẻo, cây sung đã bị đốn nhưng chúng ta sẽ thay bằng cây hương bách. Vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ khiến kẻ đối địch ở Rê-xin dấy lên nghịch cùng dân sự và khích chọc kẻ cừu thù. Dân Syri đằng trước, dân Philistin đằng sau, hả miệng nuốt Israel. Dầu vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra. Nhưng mà dân sự chẳng xây về đấng thánh mình, chẳng tin Đức Giê-hô-va vạn quân. Cho nên, chỉ trong một ngày, Đức Giê-hô-va sẽ dứt đầu và đuôi, cây kè và cây lát của Israel. Đầu, tức là trưởng lão và kẻ tôn trọng. Đuôi, tức là người tiên tri dạy sự nói dối. Những kẻ dắt dân này làm cho họ sai lạc, còn những kẻ chịu dắt bị diệt mất. Vậy nên, Chúa chẳng đẹp lòng về bọn trai trẻ của họ và chẳng thương xót đến kẻ mồ côi quá bụa chút nào. Vì họ đều là khinh lờn, gian ác, miệng nào cũng nói điều càn dở. Dầu vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra. Vì sự hung ác hừng lên như lửa thiêu cháy gai gốc và chà chum, đốt các nơi rậm trong rừng, trụ khói cuộn lên. Đất bị thiêu đốt bởi cơn giận của Đức Giê-hô-va vạn quân. Dân sự trở nên mồi của lửa, chẳng ai thương tiếc anh em mình. Có kẻ cướp bên hữu mà vẫn cứ đói, có kẻ ăn bên tả mà chẳng được no. Ai nấy ăn thịt chính cánh tay mình. Manasse nghịch cùng Ê-phra-im, Ê-phra-im nghịch cùng Manasse, và cả hai đều nghịch cùng Giu-đa. Dầu vậy, cơn giận của Đức Giê-hô-va chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra. Thi Thiên 42. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào? Đương khi người ta hằng hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Xưa, tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời có tiếng reo mừng và khen ngợi, một đoàn đông giữ lễ. Rày, tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi. Đức Chúa Trời tôi ơi, linh hồn tôi bị sờn ngã trong mình tôi. Nên từ xứ Giô-đan, từ núi Hẹt Môn và từ gò Mít-xê-a tôi nhớ đến Chúa. Vực gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước Chúa. Các lượng sóng và nước lớn của Chúa đang ngập tôi. Dầu vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự nhân từ Ngài, còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời là hòn đá tôi rằng: cớ sao Chúa quên tôi, nhân sao tôi phải buồn thảm vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi? Trong khi những cừu địch tôi hằng ngày hỏi rằng: Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì chúng nó sỉ nhục tôi, khác nào làm gãy các xương cốt tôi.
hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông đợi nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Chương 4. Vậy ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa, vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình. Đấng xử đoán tôi ấy là Chúa. Vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Hỡi anh em, ấy là vì cớ anh em tôi đã dùng những lời lẽ thật này chỉ về chính mình tôi và Apollo, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi. Chớ vượt qua lời đã chép và chớ sinh lòng kiêu ngạo, theo phe người này nghịch cùng kẻ khác. Bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Anh em được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi. Anh em đã khởi sự cai trị, thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em. Vì chưng Đức Chúa Trời dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như kẻ sau rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ. Anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc. Khi bị rủa sả, chúng tôi chuốc phước. Khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục. Khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ. Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người cho đến ngày nay. Tôi viết những điều này chẳng phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu, nhưng để khuyên bảo anh em cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy. Bởi chưng dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành mà sinh anh em ra trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy tôi lấy điều đó khuyên anh em, hãy bắt chước tôi. Vì cớ đó tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa, đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ, và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi. Có mấy kẻ lên mình kiêu ngạo, ngờ tôi chẳng còn đến cùng anh em nữa. Nhưng nếu Chúa khứng cho, thì chẳng bao lâu tôi sẽ tới cùng anh em và xét cho biết. Chẳng phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó bèn là năng lực họ thế nào. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói mà ở tại năng lực. Anh em muốn điều gì hơn? Muốn tôi cầm roi mà đến cùng anh em, hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì? Chương 5. Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn. Dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy, là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Anh em còn lên mình kiêu ngạo. Anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn. Về phần tôi, thân dầu xa cách mà lòng ở tại đó. Vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta, nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhân danh Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó rằng một người như thế phải phó cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giêsu. Thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu. Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi,
hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật. Trong thơ tôi viết cho anh em có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm. Đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời này, hay là kẻ tham lam, kẻ chắc bóp, kẻ thờ hình tượng, vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chửi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắc bóp. Cũng không nên ăn chung với người thể ấy. Vì chưng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao? Còn như kẻ ở ngoài thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em. Chương 6. Khi trong anh em ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là cho các thánh đồ? Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao? Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời này. Vậy, khi anh em có sự nghịch cùng nhau về việc đời này, sao lấy những kẻ không kể ra chi trong hội thánh làm người xét đoán? Tôi nói thế làm cho anh em hổ thẹn. Ấy vậy, trong vòng anh em chẳng có một kẻ khôn ngoan nào phân xử được giữa anh em mình hay sao? Nhưng anh em kiện anh em lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin. Thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau là phải tội rồi. Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian lận là hơn? Nhưng chính anh em làm ra sự trái lẽ, chính anh em gian lận, lại làm thể ý cho người anh em nữa. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình. Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yếu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia, anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế. Nhưng nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, đặng là vì Chúa, và Chúa vì thân thể. Và Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đỉ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đỉ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tính thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài.
Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.